sớm à. Cũng sớm à. Đẹp vô trong rừng à, quýt. Bông cúc màu tím này ghê á. Nãy lúc lên xe thấy có hai chậu đẹp ghê. Ăn canh thước nữa tới rồi. Không biết cả trời. Chắc hồi nãy còn kia điện quá. Chắc biết số á, điện nói có xe qua chạy ra rước cái gì. Tốt quá. Người ta biết mình đi đâu. Đường nó nhỏ chạy chậm á Mai, chứ không có xa. Thì mình nghe thấy từ bên đó qua đây hồi nãy giờ mình chạy khoảng 5 cây số á, khoảng 5 cây. Dạ. Trên đây dạ, nó không phải từ bên đó hồi nãy đó. Dạ. 5 cây mấy à, chứ không có xa, tại đường nhỏ mình đi từ từ đó, chạy. Vô xong rồi có cái bãi đậu xe vô, bắt đầu vô cái vườn quýt đó có cái bãi. Chắc nay nó làm như vậy chứ không có chỗ rồi. Ừ. Nó làm chứ có 3-4 chiếc vô và làm sao? Nó làm nó lấy tiền mình mà nó không phải có xe. Mình biết về thành phố bên đây là... Trời, đám cưới ha, bông. Em cứ làm đẹp quá. Dạ. Trà, mà rải một cái bịch trên trà má nếu bà. Cái bịch nặng đó nặng. Thank you.
bên kia trồng nguyên vàng cây cửa bông giấy à. Ờ tiện quá. Ờ bồn dông nè. Nó là một bài lớn. Ờ chó quá trời. Nhường quýt này đi ngang cực quá. Đi quýt thôi mình đi ngang thôi đó. Ừ.